Rồi chào các bạn, mình đang trên xe để đi tới một cái quán cà phê. Cái quán cà phê này tên là Seven Leaf nha. Cái quán này nó mình theo mình nghĩ nó bán cà phê rất là ngon, thậm chí ngon hơn Starbucks nữa nha. Starbucks thì thương hiệu thôi, cái thương hiệu cà phê mà mình sắm mua nó nhỏ nhưng mà nó làm rất là ngon. Và mình sẽ đi mình mua với một cái phương thức mua rất là đặc biệt mà mình nghĩ là Việt Nam mình chưa có, đó là drive-through. Drive-through là mình sẽ chạy vòng cái quán đó ở bên ngoài, mình đặt trên một cái máy rồi sau đó mình chỉ lấy cà phê và mình tính tiền ở cái giai đoạn cuối mình đi thôi, mình không cần bước chân vào bên trong nha. Rồi, chuẩn bị đón xem với mình. Sắp tới cái quán cà phê rồi nha bạn. Mình quay một cái chút đoạn đường cho các bạn xem cái con đường đi tới đó. Đây là cái khu Little Sài Gòn, là khu Việt Nam của mình nha. Đi nào. Nếu các bạn nhìn kỹ trên video là các bạn có thấy cái quán đó tên là Seven Leaves ở bên phải đó, là bảy cái lá nha. Bảy chiếc lá, biết tại sao mà lấy tên là bảy chiếc lá. Bảy chiếc lá biểu tượng gì thì mình không biết nha. Rồi bắt đầu mình đi vô đây để mình mua. Mình nghĩ có một cái hàng cũng dài quá trời luôn à, các bạn thấy không? Đây là cái quán cà phê mà mình sẽ vô mua đây. Rồi thì cái tiệm là ở bên trong thì mình có thể vô trong uống, nhưng mà thời điểm này thì mọi người không có được vô tiệm, các tiệm không được mở bán ở trong tiệm mà chỉ làm cái phương thức drive through này thôi. Thì đó cũng là một cái hay mà có thể giúp cho cái business hoạt động mà không cần phải đóng cửa. Cái này cũng đỡ lắm nha các bạn. Thì nó giúp được cho nhiều thứ. Cái điều thứ nhất á là cái người business á họ có thể có doanh thu để họ có thể hoạt động, họ trả tiền thuê mướn mặt bằng, họ trả tiền cho nhân viên của họ. Cái lợi thứ hai là gì? Những cái người mà thích uống cà phê như mình, khách hàng này kia, họ vẫn có thể mua những cái món cà phê mà họ yêu thích, họ có vẫn có thể sử dụng được. Chứ những cái tiệm khác mà đóng cửa thì họ không thể mua được. Thì đây là cái lợi thứ hai là khách hàng. Cái lợi thứ ba là gì? Cái lợi thứ ba đó là lợi cho chính quyền nhà nước, là sao? Là những cái tiệm này mở cửa thì có doanh thu, có doanh thu thì họ sẽ đóng thuế đó. Rồi cái thứ tư là giúp cho cái xã hội nó cũng vẫn còn hoạt động liên tục này kia. Và đặc biệt là các bạn biết là những cái tiệm mà khi mở cửa vậy, có nhân viên, có chủ, có này có kia đó, thì họ sẽ họ sẽ ít bị trộm cướp hơn. Tại vì khi mà một cái tiệm mà không có người á này kia, nhiều khi có những người họ vô họ đập phá rồi họ lấy cắp đồ đạc này kia đó, cho nên là nó giúp rất là nhiều cho cái vấn đề là người chủ quán, người nhân viên, người khách hàng và bên vấn đề nhà nước nữa. Ở bên đây nếu các bạn để ý nè ha, thì không biết sao các bạn thấy không, đối diện bên mình á, để mình chỉ cho đó, bên đó đó, thì các bạn để ý các bạn cũng sẽ thấy là có những cái gọi là gì, cái business, những cái shop nhỏ nhỏ mà có tên như là Văn Thị Phạm nè đó. Tại vì đây là khu Little Sài Gòn cho nên rất là nhiều cái business mà của người Việt Nam làm chủ đó. Thì ở đây là xen kẽ là business của người Việt, của người Mỹ, rồi của người
rất là nhiều. Rồi thậm chí nữa nè, đó các bạn coi, thậm chí ứng cử cho những cái chức vụ của thành phố, của quận, của hạ, thậm chí của tiểu bang cũng có những cái người Việt Nam nữa đó, các bạn không, các bạn thấy không, đó ở trước mặt mình á, ở trên cái ngón tay mình chỉ á, là họ đang vận động bầu cử, vận động cho một cái luật lệ nào đó, không kêu gọi nào đó, khải đào, các bạn thấy không đó, cho nên họ cũng dán đầy đường vậy để họ có thể đi bầu cử rồi này kia. Rồi sắp tới đây để mình lấy cái này ra mình quay cho các bạn là như thế này. À, các bạn thấy ở đây không? Nè, để mình quay đây dễ nhìn hơn. À, cái cô nàng đó đang order nước từ ở từ trong xe, order qua cái máy. Giờ tới phiên mình rồi nha. Ok, mình cũng order nước từ trong xe luôn. Hả? Order here, các bạn thấy không? Đó. Yes, can I have one house coffee and one house coffee and one sea cream black coffee, please. What size? Large. The large house coffee, the large sea cream black coffee. Yes. Would that be all be today? That'll be it. It's gonna come out to be $9.50 at the Mixing Bell. Thank you. Sure, thanks. Có nghĩa là mình sẽ tới cái này, cái mình có cái menu, nhưng mà thật sự mình đã biết mình order cái gì rồi, mình nói luôn mình khỏi có menu. Thì mình có thể order qua cái máy này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi người ta sẽ nói cho mình biết, người ta lấy order là người ta sẽ hỏi là muốn lớn hay nhỏ, muốn thêm bớt cái gì, rồi xong người ta nói cho cái giá. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị tiền để mình đi lên cái cửa sổ kế tiếp ở trên đây, mình nhận cà phê và mình trả tiền. Đó, các bạn thấy không? Đây, đó là cửa sổ ở trên đây nè. Thì mình trả tiền, mình có thể là trả là bằng tiền mặt hay là thẻ tín dụng. Và một lát á, mình sẽ không quay vô trong đâu nha. Tại vì lần trước á, ba mình có quay thì người nhân viên có nói là ok, không có nên quay. Thì mình tôn trọng họ, mình không quay. Ở bên Mỹ á, là như có một cái bài mà trên kênh của mình, nếu các bạn để ý á, là trong khuôn viên công cộng muốn quay gì quay, không có ai được quyền nói bạn không được quay, thậm chí quay người ta luôn. Ok, đó, nếu họ không thích thì họ che lại họ đi, chứ họ không có quyền là bắt là anh không được quay tôi đó. Nhưng mà đây là trong cái khuôn viên của một cái business gọi là private property, thì họ có quyền yêu cầu mình, hay người nhân viên có quyền yêu cầu mình không được quay. Thì nếu mà mình cản á, mình không làm theo á, thì chuyện gì xảy ra? Họ có thể là mời cảnh sát tới đuổi mình đi, tại vì đây là cái nơi riêng của họ và họ có quyền yêu cầu mình đi. Các bạn biết không? Đấy, đây là cái vấn đề là quay ở đâu được, ở đâu được quay, ở đâu không được quay. À, đó là cũng là khi mà mình biết luật á, thì khó ai có thể bắt nạt mình. Ví dụ như vậy, người ta có thể cấm mình quay ở đâu đó, thì mình có thể mình nói là à, mình được quyền quay, họ không thích thì họ đi chỗ khác. Nhưng mà những cái nơi như thế này thì mình phải tuân thủ, tại vì đây là cái mặt bằng của cá nhân, tư nhân, thì họ có quyền là không cho mình vô, không có quyền là làm cái luật riêng của họ, và có quyền là mời mình đi, không muốn tiếp mình. Đó, thấy chưa? Đó, cô gái chồm ra, rồi xong cái cổ lấy cà phê họ đưa cho khách. Ok, rồi bây giờ mình lên mình lấy cà phê của mình và mình tính tiền. Đấy, rồi thôi mình không quay nữa. Hi, do you take American Express? No, unfortunately we don't, I'm sorry. Ok, I have visa. Thank you, would you like a stamp card today? Yeah, please. Cô hỏi mình là có muốn cái stamp card không? Thì mình có, là có nghĩa là sao? Cái stamp card là như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà mình uống là 9 ly thì cái ly thứ 10 mình được free. Cho nên là cậu hỏi mình có muốn không thì mình nói mình muốn. Vậy thôi. Đó. Thì mình biết là người ta không thích mình quay. Yes. Cho nên là mình không có quay cậu. Nè ba cầm giùm con qua. Ok, thank you a lot. Thank you so much. Ok, đây là hai cái ly cà phê của mình nha. Rồi, mình đi tiếp đây. À, các bạn thấy không? Rất là ngon nha.
thì để mình review cái món cà phê này luôn cho các bạn nha. Tại sao mà mình và ba mình ghiền. Ok. Rất là ngon. Rất là ngon ha. Hương vị đậm đà. Rồi. Thì cái món cà phê này á, có hai món. Cái này là giống như cà phê sữa thì cũng bình thường thôi, rất là ngon ha. Nhưng mà cái sea cream black coffee này nè, sea cream là cái kem mà kem ba để đây cho ba đỡ mỗi tay đi. Thôi được ạ. Rồi. Cái này á là kem mà kem kem biển, có nghĩa là sao nó mặn mặn. Sea cream là kem biển là mặn mặn. Thì khi mà mình uống cà phê mà nó vừa ngọt vừa đắng mà nó có một cái vị mặn á, nó cực kỳ ngon các bạn. Và đặc biệt là cái sea cream này á, mình phải lắc nó như thế này. Đó, để cho cái cream nó đi lên, nó xuống, nó trộn đều. Mình đừng có lắc, mình chỉ cần lật tới lật lui thôi. Mình lắc nhiều khi nó không có chắc á, là nó sẽ bị bung liền. Đó, rồi, mình chỉ diễn thôi, để cho ba mình làm. Rồi, ba bỏ đây đi. Rồi, bắt đầu mình uống được rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái món của mình trước. Rồi giờ mình lắc với ba mình nha. À, thấy chưa? Ok. Thì trong xe là ba người, có mình với ba mình và mẹ mình, nhưng mà mẹ mình uống ít, ba mình sáng uống cà phê rồi, mình ngủ lắm á mới chịu đi uống với mình. Thì ba mẹ mình sẽ share cái phần sea cream black coffee này, còn mình thì mình sẽ uống cà phê sữa. Ba đóng vô coi. Rồi xong nha. Rồi ba quay con cái này để con review cái coi chừng hình như ba che hết tay rồi. Ok rồi, mình thử nha. Cái này là món cà phê sữa của mình nha. Cà phê sữa khi mà mình uống vô mình ít nghe mùi sữa lắm, mình nghe mùi cà phê nhiều, nhưng mà cái sea cream nó cái taste đó, cái vị của sea cream này nó rất là ngon các bạn. Nó mặn mặn, nó làm cho cà phê nó bring cái hương vị cà phê lên. Và khi mình uống xong á, cái điều đặc biệt là mình thấy á, ở ngay cái cổ họng của mình ngay đây nè, trong miệng của mình, đặc biệt cổ họng ngay đây nè, nó còn động lại rất là nhiều cái vị cà phê và sea cream, nó làm rất là ngon nha các bạn, cực kỳ tuyệt vời luôn. Ok, nếu các bạn có dịp qua Cali á, đặc biệt là khu Việt Nam á, khu Lý Đô Sài Gòn, Nam Cali, các bạn phải thử cái món cà phê này. Món cà phê này rất là ngon nha. Mình muốn kiếm cổ phiếu của công ty này để mình mua, nhưng mà nó không có go public cho nên mua không được. Cái này á, theo mình nghĩ còn ngon hơn Starbucks. Trong những cái mùa này á, mình thấy á, nó đông hơn Starbucks nữa nha các bạn, cái tiệm cà phê này nè, cho nên mình rất là thích. Rồi, các bạn thấy cái đi mua cà phê này nó thú vị, những cái thông tin mình trao nó hay, và cái món cà phê mình review rất là ok, thì các bạn nhớ like, share, comment, đặc biệt đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh Mít Tiếng của mình. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.